Nếu như các bạn muốn tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Java thì hãy xem video này. Mình xin tự giới thiệu, mình là Nguyễn Thành Luân. Hiện tại thì mình đang là giảng viên tại trung tâm NIT ICT Hà Nội. Và mình phụ trách giảng dạy các môn về Java và PHP tại trung tâm. Java là một cái ngôn ngữ lập trình ra đời từ rất lâu rồi. Và với một cái mục đích đó là viết một lần và có thể chạy trên nhiều nền tảng. Ngày xưa thì các bạn biết là có một cái ngôn ngữ lập trình rất nổi tiếng, đó là ngôn ngữ lập trình C. Tuy nhiên thì C có một cái vấn đề là để mà C có thể chạy được thì người ta sẽ cần phải có driver trên các cái thiết bị mà cần cài đặt C. Thì lúc này người ta đã nghĩ đến một cái ngôn ngữ lập trình mà có thể sử dụng một cái bộ code base nhưng mà chạy được trên đa nền tảng khác nhau, có thể chạy trên điều hòa, trên tủ lạnh, trên máy tính. Và lúc đó thì Java ra đời. Mặc dù là một cái ngôn ngữ rất là lâu đời, nhưng mà Java vẫn là một cái ngôn ngữ được sử dụng rất nhiều và cho đến ngày nay. Và theo cái xu hướng bây giờ ấy, thì như mình thấy là Java gần như là không có bị downtrend, mà chỉ thấy có uptrend. Thế thì ứng dụng của Java có thể làm gì ạ? Các bạn học Java ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó để làm các cái ứng dụng như là mobile. Mobile chúng ta có lập trình Android sử dụng ngôn ngữ lập trình Java. Các bạn có thể học Java để làm các cái ứng dụng desktop, Swing. Hay là các bạn có thể học Java để chúng ta có thể làm các cái ứng dụng backend, web tại các cái doanh nghiệp. Và đặc biệt là trong cái lĩnh vực tài chính ngân hàng thì Java được ứng dụng rất là nhiều bởi có độ bảo mật cao. Thì, lập trình viên Java thì thường có mức lương khá là cao so với mặt bằng chung. Java là một cái ngôn ngữ lập trình khá là khó học và khó tiếp cận. Đối với những bạn mới học ấy, nếu như chúng ta đủ kiên trì ấy, thì hoàn toàn có thể tự học được. Tuy nhiên thì lời khuyên thực sự của mình là các bạn nên có một cái người hướng dẫn. Bởi vì Java nó được sử dụng trên rất nhiều nền tảng, nên là cái gọi là các lĩnh vực của nó được áp dụng rất là rộng và nó có rất nhiều các cái công nghệ cũng như các cái biến thể khác nhau. Nên là với một người mới học thì chúng ta gần như là khi mà mới học thì các em sẽ không biết là bắt đầu từ đâu. Rồi nếu như có một người định hướng và hướng dẫn chúng ta thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều.